Hôm nay chúng ta sẽ làm tiếp cái nhiệm vụ hôm qua, và có lẽ hôm qua mình thấy mình cũng phải đi hơi khá là nhanh đó, tại vì một phần của mình coi khoảng End of Brad Brad này nọ, người ta quay được phải tới chín phần mới xong tới khúc của mình. The radio message she sent came from somewhere in the jungles of Venus. This colony was built by the Ishtar Collective. Records say they once studied ruins older than humanity itself. We thought this was all lost in the collapse. I don't like us getting. Okay, hôm nay mình đã vừa mới đổi một bộ đồ mới. Nhìn cũng khá là cool ngầu. Bộ đồ này là bộ Snow Angel, thiên thần tuyết. Bộ này khá là đẹp. Snow Angel bộ này là xuất hiện trong event thì mới 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 vừa kết thúc event đua xe ấy, kiểu SRL. Cái gì mình quên mất cái tên. Bị cái mình quên mất cái tên, cái The Dawning, đúng rồi, The Dawning. Nếu mà bạn mua những cái hộp Treasure Box, cái kiểu như The Dawning Treasure, bạn mở ra thì bạn sẽ có cơ hội trúng được một trong những món của Snow Angel. Thì mình đã có nguyên set Snow Angel đây, chúng ta còn thiếu một cái tàu xe nữa thôi. Và hôm nay mình chơi một cái một set màu vàng nhìn rất là ngầu, đầu hai sừng nhìn cũng rất là cool. Ok, chúng ta sẽ đi làm nhiệm vụ tiếp. Và hôm qua mình thấy là mình quay một phần có thể là bằng tới 9 phần của tháng. Mình coi cái tới khúc mà mình quay là mình cũng người ta quay tới part 8, bát 9 gì đó, là mình đã là cái phần kết của cái phần 1 của mình. Thế mình đâm ra mình cũng quay cũng khá là nhanh đấy, chứ một một tập mà một một cái phần nhỏ, một cái nhiệm vụ nhỏ thì mình làm trong vòng 10 5 10 phút. Tại vì giờ mình thấy cũng khá là mạnh. Hôm nay chúng ta sẽ đổi xuống một cái, không xài súng kia nữa nhưng mà xài hand cannon. Cây này cũng là một trong những cây mà mình thích nhất trong một phần multi, đánh rất là ngầu. Rồi kêu nó gây áp lực cho đối phương. Đây, cái này đánh nó rất là hiệu quả, khi mà một phát là bạn chết luôn chứ không có nói nhiều ha. Đam rất là cao nhưng mà bắn hơi chậm, cho nên nó khác những cái cây súng bình thường. Cũng có cái, nó có cái lợi thế là gây đam nhanh, nhưng mà cũng có cái bất lợi là nó bắn hơi chậm. Ý là mình gây đam nhanh, tức là bạn bắn một phát là bạn nó đã đam rất là cao rồi, có thể là chết ngay lập tức hay gì đó. Kiểu giống sniper nhưng mà nó không mạnh bằng sniper. Sniper thì có thể one shot chết liền luôn, còn này thì cũng phải nhiều phát mới chết, hai ba phát, nhưng mà như vậy cũng quá đủ rồi. Và chúng ta hiện tại là chúng ta đang ở trên sao kim, cái chương mới đó, chúng ta đang sang chương 3 rồi. Chương 3 là cái chương cuối cùng của cái base game luôn. Là ui, mình vừa mới cán nó, là chúng ta sẽ kết thúc cơ thể tại vì chương này luôn. Tại vì hai chương khi mình quay lẹ quá, người ta quay 8 9 phần thì mình quay có một phần là xong rồi, là đã từ xong tới hai chương luôn chứ phải một chương nữa, mà mình quay tới 1 tiếng lần, cho nên làm như vậy thì nó nhanh quá, với lại mình quay cũng nhanh nữa. Thôi là kệ đấy, cũng tại vì mình sẽ còn rất là nhiều cái DLC nữa. Chúng ta còn The Dark Below cũng khá là dài rồi, House of Wolves, rồi xong rồi tới The Taken King, rồi tới Rise of Iron, cũng khá là nhiều DLC, cho nên bạn cũng khỏi lo là game này sẽ hết sớm đâu. Còn nó còn dài lắm, cho nên lỡ mà tập này có hết luôn cái game á, thì các bạn cũng không cần phải vội xoắn là mình sẽ ngừng chơi liền lập tức, tại vì game này còn DLC nhiều lắm. Nó ra hết rồi, nó ra Rise of Iron nó kiểu rồi. Và Rise of Iron thì nếu mà cỡ level mình đánh là hơi bị lâu, chắc cũng phải 3 4 tiếng mới xong, thì chắc cũng phải 2 3 tập gì đó. House of Wolves cũng y chang vậy, mình thấy base game thì ngắn nhưng mà DLC thì nó dài dễ sợ. Chắc lại là do cùng đẳng cấp cho nên nó đánh lâu hay nữa.
The coordinates lead here. Green Star Academy. What is it? Chúng mình lại mới đây. Rồi, căng rồi. Cắm hồi sinh luôn rồi. Có cần scan gì không? Đây đây đây, có scan đây. Vô mấy bé. Vô đồ, vô đồ. Mình có một cái đáp nữa. Rồi để mình coi. Grateful Snee nè, đáp nè. Hay lắm. Thì sao đông quá vậy? Không vậy. Nhưng mấy con này có khả năng phát nổ nữa hay sao á. Ok, chết hết rồi. Còn ai nữa không? Đây 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 đây. Vừa mới nhắc mấy tụi này đã xuất hiện. Còn nó còn khả năng chống đỡ đạn của mình nữa chứ. Tạm thời thôi. Ủa, mấy này thông minh đi ghê. Nó né bò mình luôn. Mình chọi về mình cứ tưởng nguyên đám đạp lên ai ngờ không không thèm đạp luôn. Đỉnh thiệt. Ok, xong. Còn ai ra nữa không? Ra nữa kìa. Vừa mới nhắc luôn. Cây này mà một phát headshot là đam hơi bị cao. Vâng, và mấy thanh niên này còn có khả năng immune trong khoảng thời gian ngắn nữa. Cứ bị cái gun slinger mỗi lần mà mình chọi bom mà không ai chết á. Má cái mình mà mình đạp ngang mà mình cũng mất máu nữa. Thế mới đau. Buồn cười vô đó. Bắn rác vậy mày. Đó, nổ bây giờ nhanh không tị. Nó nổ một phát là mấy thằng này chết gần hết rồi. Sao cho đạn xanh không vậy? Mình toàn xài đạn trắng không mà. Rồi thấy nghi lắm, nghi lắm. Sao đông quá vậy? Mấy cái khúc này thì chắc chưa có boss đâu nha. Mấy này khả năng phát nổ nè. Ôi bởi cái chọi dao chọi dính rồi xong cái nó dính cái ban công. Wow 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 wow. Ra nữa rồi. Đông vậy. Ôi càng lúc cái này càng lúc càng đông thôi. Máu càng lúc càng trâu nữa. Rồi, nó né luôn trời. Trời, nó né luôn. Mấy này đỉnh thiệt. Tao nãy lắm, nãy lắm. Nó né điệu nghệ với là luôn. Ồ, no 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 no. Con này mày nhây lắm. Minotaur hình như con cái đặt tên theo một cái con nhân ngu trong thần thoại Hy Lạp. Mà chuyên gia tình người mà nó bị hố nhốt trong hầm ngục á. Là để tránh người ta chỉ hiến tế người vô để này nọ thôi. Và để tránh nó làm này nọ dân chúng á cho nên mới phải nhốt nó vô hầm ngục mà phải có hiến tế nữa. Are there any still intact that I can analyze? Well fought. You're here. We haven't got much time. Who are you? Why have you been watching us? I don't even have time to explain why I don't have time to explain. I will. I will. I know. Will what? I wasn't talking to you, Little Light. I'm a ghost, actually. Many guardians fell. Strong ones. But you made it here. Yes, I'm listening. They are here, with me. Who's she talking to? Understood. You need my help, Guardian.
Is that why you brought us here? They brought us here. The Vex. Evil so dark it despises other evil. You're not a guardian. No. I was not forged in light. But I believe where our paths cross, ground could break. Have you heard of the Black Garden? We've heard the legends. The greatest threat to us all lies there, where these machines are born. Find the Black Garden. Rip out its heart. Only then will your traveler begin to heal. Can you help us find it? My path's my own. I can't. If we're going to find the Black Garden, we need to see the Awoken. Ah, yes. The Awoken. Out there wavering between the light and the dark. A side should always be taken, little light. Even if it's the wrong side. Too late, returning. How many? Hold position, kill the engines, and don't let them find you. So, how do we find the Awoken? They live all the way out at the edge of the darkness. Last place the light touches. Can't we just stay here with the murderous robots? No, little light. Don't do that. Where did this come from? Every ship that could escape fled Earth during the collapse. They made it this far. I guess they died out here. It's a graveyard. How did the Awoken survive? No one knows. Intruder bearing 127, you have crossed into the realm of the Awoken. State your business or be fired on by order of the Queen. Don't look at me. Better say something. We are from Earth. We're here to seek the Council of the Awoken. Conform to my trajectory. Any deviation will be taken as an act of aggression. Looks like we're in the right place. Why is the right place always so terrifying? So, these are the trespassers demanding an audience. We didn't mean to trespass. The Queen herself judges who may or may not enter the realm. Me? I see no reason she should be available for whatever washes up at the reef. But here we are. We've come to ask for help. It is afraid of the fallen. It does not understand these ones are mine. Apologies. Your Grace. I am a guardian from Earth. We're searching for the Black Garden. Why?
We seek to destroy the darkness at its heart. You want to turn it into a battleground? How unimaginative. Do you know where it is? Everyone knows where it is. The hard part is getting in. Can you help us? And why would we do that? The Queen requests counsel with her brother. That's good. Why not? We'll make you a key. How's that? All we need is the head of a Vex Gate Lord. A Gate Lord? Why do you want a Vex head? Oh, we don't. And I doubt we'll get one either. But it's your only hope of getting into the Black Garden. We will return. Or die on Venus. Either way. Trong những cái scene mà mình gặp nữ hoàng nhìn cũng ngầu phết đấy chứ. Let's kill it. Mình đổi cái cây này đi. Nhỏ nữ hoàng nó yêu cầu mình đi tìm cái đầu của một con Vex. Và để làm được như thế chúng ta phải đi tìm hiểu mọi thứ đã. Làm thế nào để lấy được cái đầu, tìm hiểu cái con nó thế nào thì chúng ta mới đi giết nó được. Còn chứ không thể đi giết bừa luôn. Mà nó còn điều khiển được các tụi For the Fallen nữa. Nhưng mà giờ nó còn thách thức mình, kêu giờ một mình đi lấy, hai là không là mày chết, đúng không? Thậm chí là mày có thể chết trên sao hỏa. Hoặc nếu mà mày chứng minh được mày mạnh đó thì mày hãy đi lấy nó cho tao. Hay lắm. Hay lắm. Giờ đâu còn sai mình đi đánh. Ủa, có hai thằng đứng ra. Chứ nó đang farm này nọ kiểu nha. Cái cốt truyện này nó càng lúc càng hay, nó làm cái cutscene nhìn ngầu phết đấy chứ. Hồi nãy mình vô anh rút súng ra. Trưởng gặp The Fallen muốn là nhìn là muốn trưởng đó rồi. Nhưng mà bị ngăn chặn qua, nó cầm dao nó kề cổ mình. Mày được không? Nhưng mà ui. Nhưng mà cuối cùng thì mình mới biết là nó mấy con pho là nó thuộc về cái nữ hoàng. Mà nữ hoàng này mình cũng không biết là nữ hoàng về cái tộc gì. Mà mắt thì xanh lè, nhưng mà mặt thì màu mắt thì xanh, nhưng mà mặt thì hơi nhợt nhạt đỏ đỏ. Fire my core. Đồ này quá nhiều quá ha. Ủa, có cục voi nữa. Cốt truyện của game này mình chưa có từng thử bao giờ, nhất là mấy cốt truyện mấy cái máu vàng luôn dân chơi. Cốt truyện dù cái phần này mình chưa có đụng vào bao giờ, cho nên mình cũng rất là háo hức khi mà mình gặp những cái cutscene như thế, nó cũng rất là hay. Kiểu nó đẩy cốt truyện lên một cái cao trào mới mà mình chưa biết gì nữa kìa. Rồi, Sparrow rồi, thấy nghi lắm. Ôi, sống. Sao mình ghét mới gặp mấy phải tụi này Goblin mà bây giờ nó còn tàn hình, nó còn độn thổ nữa. Độn thổ thì mình lấy đồ thôi. Chúng ta được một cái Vex My Core. Fascinating, ok. Giờ đâu nữa? Push deep, tiến công sâu hơn nữa. Find the research site. Tôi tìm cái khu nghiên cứu rồi.
Michael actually biological, not related to any life form recorded. Maybe the collective's research can tell us more. Cái Michael này nó thật chất là theo một cái sinh học gì đó mà không có liên quan tới bất kỳ thể sinh vật sống nào mà chúng ta từng biết đến. Cho nên có thể là tụi kia sẽ giải thích tại sao chúng ta cần phải đi lấy nó và tại sao nó lại có cái cấu trúc như thế. Hello, dân chơi. Đang làm nhiệm vụ gặp một dân chơi khác luôn. Ok. Chấm respawn luôn rồi. The research station. Ok, chắc là cũng không có hời hà gì lắm đâu. Con này thì ok. Vì cái tụi nó đông thôi. Một phát nổ hết. Ôi, bắn nhiều thế. Wow. Lo nó chửi nhờ phát má, bay sạch máu luôn. Nice. Ôi, má hết hồn rồi chứ. Mình đang bị ngứa cái mũi đang gãi tới thì tự nhiên xuất hiện cái phải cầm dao lên chém. Ok. Ôi, giờ nó spawn ở sau lưng mình luôn. Captain à, đó, Vandal. Mình chỉ sợ mình hết đạn thôi chứ gì. Rồi. Bé hay lắm. Đây giờ ta tới cái research lab rồi. Giờ chúng ta phải phân tích cái Michael là nó đang có cái gì đây. Bây giờ chúng ta sẽ làm nhiệm vụ ngăn chặn chắc luôn. Vừa mới nói luôn. Ôi, giờ nó spawn tốt đằng kia. Horn of the Vex. Từ nãy đông quá nhỉ. Chắc là có mục đích gì vậy. Cũng hơi là mặc cái mầm, mặc cái bộ đồ này á. Nó mình build theo Hồi lựu đạn rất là nhanh. 25 giây là đã hồi rồi. Cho nên kiểu nếu mà muốn dọn dẹp nguyên đám này một cách nhanh chóng á, chỉ cần chọn một phát là nổ hết. That's why they react so fast. The Vex Mine. Ôi, nó ra nữa kìa. Ôi, nó chạy ngang mình luôn, mình hồi nãy mình không thấy mới đâu chứ. Có hai con. Vẫn đang phải bảo vệ mà không thấy ai hết. Chết hết luôn. Càng lúc càng đông nè. Bring it on man, bring it on. Mấy này có tôi khả năng teleport nữa chứ. Điểm thiệt. Như giá như mình cũng teleport được như nó ha. Mình chỉ là hộ vệ ở trái đất thôi. Một cái The Rift nãy mà mình cũng không rõ là cái chỗ gì mà lại có nữ hoàng cái kiểu nữa. Hay lắm. Ủa ra nữa rồi. Nãy mình thấy bên phải nữa nè. Bắt đầu đông rồi đó. Cái này mà mình đánh level mình mà mình còn thấy mệt nữa, nó chỉ là mấy level thấp đánh hơi bị khoai luôn á. Rồi
có engram luôn, mấy bạn để là mấy cục màu xanh dương là engram, bạn có thể mở nó ra để lấy súng một cục xanh dương. Return to the ghost. Oh, mission complete. Có nhiệm vụ mới rồi mấy bộ ơi. Talk to Master Rahul. Và cái Master Rahul. The mantle of the entire planet. If I can just get into their system, we can draw a gate lord out. First thing we're going to have to do. Bây giờ chúng ta đi săn Gaylord đây. Nghe đó rồi, nghe gì bị gay với ba Gaylord. Này là thực chất đó là cái cổng chứ phải là bị gay. Ok, và chúng ta đi được cái đường lần này là cái hướng khác rồi. Để xem cái chuyện gì xảy ra. Một cái khu vực này cũng khá là rộng lớn mà các bạn thể chạy luôn đấy, một cái thế giới mở mini vậy. Mà các bạn thể tham quan và làm nhiều nhiệm vụ. Như đi hướng bên này phải. Hình như đây có đường lên nè. Để mình lên cái này. Tính đâm mạng lên luôn nhưng mà lại không có đường. Rồi để coi. Mấy bé đâu hết rồi? Gây lo ở đâu? Chùm cánh cửa. Chúng ta rất là cần một cái gây lo, tại vì cái này chúng ta đưa cho nó và để chứng minh nó mình ngầu hơn mình tưởng qua. Chứ không thể nào mà trời ơi, tụi bay nói vậy mà tưởng tao chết thiệt hay sao? Đúng không? Tụi này nó đang làm nhiệm vụ hay là sao vậy ta? Tại tụi nó spawn mà spawn kiểu... nó spawn sao cái mình cũng không thấy nữa, mất tiêu luôn. Chắc đang làm nhiệm vụ gì đó. Cái ý là của tụi kia kìa. Có hai ba thằng đang chơi á. Còn mình đang làm nhiệm vụ cốt truyện. Tại vốn dĩ cái game này nó giống như là một cái thế giới mà người khác đều có thể truy cập được. Tại vì nó game này đó các bạn phải online 24/7 mà. Nó multi mà, nó chủ yếu là phải multi mà. Cho nên sẽ có nhiều lúc là bạn sẽ gặp những người khác mặc dù là bạn đang làm nhiệm vụ cốt truyện cái kiểu. Nhưng mà không sao. Cái này cũng mới cũng hay, thì thằng Division cũng y chang vậy luôn á. Có lẽ là Division học hỏi Destiny khá là nhiều về cái vấn đề này. Và muốn chơi cái game này thì bạn phải có hình như phải có PlayStation Plus chứ, hoặc là Xbox Live Gold á thì mới chơi được. Tại nó lên online mà. Ok, và chúng ta lại phải đi ngược đường tiếp. Lên tưởng gì lên bấm vài phát rồi phải chạy về. Mà game rảnh thật. Ok. Và để coi đâu rồi. Mấy đứa đâu hết trơn rồi. Cái game này nó chỉ đường hay thật luôn á. Chỉ nó cũng không có rõ ràng lắm cho nên nhiều lúc đi cũng muốn lạc nữa. Nhìn cái minimap là hết muốn đú thiệt luôn chứ. Chúng ta đợi tới cái chỗ research lab hồi nãy rồi. Chắc là đây. Nhưng mà chúng ta dọn sạch rồi mà ta. Ủa, nó ra nữa, đông vậy. Hết cái hồn. Cái này cũng trong một trong những cái shrine mà mình khá là ghét, đó chính là The Undying Mind. Nếu bạn nào có chơi cái game này chắc bạn cũng biết. Một trong những cái shrine về game vũ cuối của The Black Garden á. Tự nhiên tại The Black Garden luôn, trời đánh nó mệt mà nó chán mà nó nhây boss nó nhây dễ sợ luôn. Boss nó mệt. Cho nên mình không thích cái nhiệm vụ đó cho lắm. Mà nếu mà mình không giết nó thì hiện tại nó đang hút năng lượng của tụi The Guardian. Năng lượng ánh sáng, The Light Level. Cho nên buộc chúng ta phải đi giết, thì nó không là bên Traveler nó sẽ không bao giờ nó hồi máu được nữa. Không mà hồi sức được á. Chỉ là không có ánh sáng, không có gì hết mà. Ý là ánh sáng nó kiểu là trong đây nó không phải là ánh sáng, ý theo mình nói là gọi là nó là một dạng sức mạnh của tụi Traveler Light Level. Hay lắm, tụi này còn khả năng mà nó không ăn đam nữa. Nó nãy nó còn dừng một tí để không ăn đam. Immune là miễn nhiễm á.
Ôi gì mình có súng nhắm đây bắn gì tiện mấy ha. Hồ máu nắp nắp cái hồ máu ra rồi tính tiếp. Có sniper nó bắn rác quá. Còn mấy đứa này nữa, nó còn hội đằng sau lưng nữa, hay lắm. Bắn kiểu này né cũng không kịp. Mình chỉ sợ hết đạn dưới chân thôi, còn chứ bắn sao cũng được. Thằng này có súng sniper luôn đó, đó đó thấy chưa? Mỗi lần nó bật cái đó lên là mình không bắn, không ăn đam nữa. Nhưng mà nó bật chút xíu à. Kiểu như invisible được một tí. Nhưng mà lag rồi hết à. The fuck. Mình tưởng đi vô trong được luôn chứ ba. Má hàng phu phu vậy. Mình cứ tưởng là một cái cửa hay gì đó chúng ta phải nhảy xuyên qua rồi đi thẳng vô bên trong luôn. Ai ngờ nó chỉ là một cái cục tròn bình thường. Rồi chúng ta còn phải đi bộ qua đây. Cũng như không. Không nhưng mà nó đánh lừa thị giác mình thì chứ. Lúc đầu mình còn cứ tưởng là nó cho mình qua thiệt cái chứ. Oh, Grimmer Core. Grimmer Progress. Cái này còn tính, nó còn tính điểm Grimmer các bạn nữa, để xem bạn chơi dài lâu hay không. Thằng này nó bắn nhây thiệt luôn, mỗi lần bắn nó lại ôi, hai thằng sniper luôn chứ phải một thằng nữa. Ôi mà mỗi lần mình bắn nó, bắt đầu bắn nó cái nó lại bật shield lên nó trốn. Hay. Đó, mấy này nó phiền ghê luôn á. Bắn mà để bên bình thường đi, còn bật shield nữa, đỉnh thiệt. Ôi, nó hồi sinh lại nữa hả? Đỉnh vậy. Chỉ sợ bắn hồi hết đạn nè, không có đạn để bắn nữa nè. Bắn cứ phải chừa con này ra rồi bắn con khác rồi xong rồi lát nữa quay lại với con đó. Hết hồn. Vercler. Đây còn một bé đây. Tàn hình luôn. Đỉnh. Đỉnh đi với bộ. Hôm nay ngày đầu năm mới rồi. Ơi 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 ơi. Căng vậy. Rồi còn 10 viên. Mình đoán đã đúng. Chúng ta đã hết đạn. Wow, chúng ta cần đạn, chúng ta cần đạn. Uầy. Mấy này trốn kỹ vậy. What the fuck? Mình bắn nó luôn rồi xong rồi nó mất tích luôn. Thế hiểu. Cây này có vẻ yếu nha. Phạm vi phải gần lắm bắn mới được. Mình cứ tưởng con kia con boss chứ. Mình vô phải vậy. Có đạn chưa? Có ai có đạn không? Đạn, I need đạn. Đạn đâu rồi? Có bé nào rớt đạn không? Mày rớt cho tao. Ừ, vừa mới nói luôn. Rớt thiệt quá. Có 200 mấy viên à, nhưng mà vừa đủ xài. Vừa đủ viên này rồi. Công nhận nãy coi cái scene nãy á, mà công nhận tới luôn. Mình mặc đồ này nhìn nó cũng epic thì vô cái chỗ mà của nữ hoàng á. Vô nói chuyện mà like a boss. Chứ mặc đồ thường nó khinh mình ba. Mình nó khinh mình không, nó kêu là mày không đủ tư cách nói chuyện với tao. Rồi nếu còn dắt hai đứa kia nó kêu mình dẫn đi nữa chứ. Má nó coi thường mình vậy luôn á. Đã thấy nó còn kề dao vô cổ mà nó kêu này nọ nữa. Nó gặp mình là mình bắn luôn rồi. Mấy thở lại đó là không thể chấp nhận được. Hay lắm, hay lắm. Có đạn rồi, có đạn rồi, yeah, 400 mấy viên rồi. A hi hi. Hình như chúng ta đâu cần phải bắn hết đám này đâu. Cứ nhảy qua là được rồi.
Giờ mình bắt đầu ghét cái đám này đó. Trời má, sao đông vậy? Sao bắt đầu đông vậy mấy bạn? Ra cũng phải báo một tiếng chứ. Wow, chúng ta được một cái trophy luôn. Đỉnh thiệt. Không biết cái này chọn phát trúng hai thằng được không ta? Emil hết luôn. Nice. Wow, wow, summon the Gaylord. Chúng ta phải chịu hồi the Gaylord. Mà chúng ta phải bước qua sát mấy đám này rồi. Văn rác quá. Mày hay lắm, mày hay lắm. Mày nghĩ mày mày làm được mấy cái đó bao lâu? Mà mỗi lần mình bắn là nó lại bật cái khiên nó lên. Hay lắm con trai. Ôi, thấy có điều gì đó không lành. Giờ làm sao nữa? Here we go. Oh shit man. Ôi, nó còn rap thành Robo nữa. Giờ cưng muốn gì? Rồi, chết. Bà cái đấy. Lúc nào cũng có súng để phòng ngừa những lỡ mà có chọn mà không chết á. Ok. And last steps. Nice work. Chúng ta đã có đầu của Gaylord rồi. Nice work, man. New step, Fruit of Garden, a key's away, travel to the Rift, present the Gaylord. Chúng ta phải cầm cái cục này tới cái The Rift, gặp nữ hoàng nói chuyện với nó nữa. Để xem giờ bà tỏ thái độ như thế nào. Nãy bà không ngờ là mình giết được cái con này luôn à. Hoặc là cái nó kêu là mình có thể là mình sẽ chết trên đây luôn. Tụi bay coi thường tao quá rồi. Chỉ là tao nhường thôi. Chứ không mà mình quất nguyên đám nó được mà. Mình Gaylord mà mình còn quất được mà mấy bà ăn nhầm gì đúng không? It is alive, and still has its ball. There is no shame in running away, Guardian. Apart from the cowardice and failure of it, it's an excellent strategy. We didn't run. Was no Gatelord slain, brother? Oh, we slain a Gatelord. Ghost. We need to find the Black Garden. They don't even know where it is. Let us tell them. Search the Gatelord for that which gains them entrance. Why? If you wish them certain death, just kill them here. Often when we guess at others' motives, we reveal only our own. My motive is simply loyalty to a people. A queen. And a sister. Then please, take what is required. Dead, unfortunately. A wasted journey, I'm afraid. Perhaps. But I think these ones are resourceful. We gift it, in sympathy for their traveler. Mars. 84 North, 32 East, Meridian Bay. I have shown you benevolence, Guardian. Should the Awoken ever need an ally, I will call on you. And expect you to answer.
She's saying you owe us, Guardian. I understand. Your Grace. Good luck getting through the exclusion zone. These coordinates put the gate to the Black Garden near the lost city of Freehold. It's been buried in the sand since the collapse. Now, the Cabal occupy the area, and most of Mars. No one gets through their exclusion zone. Ôi chưa gì vô mà đã không cho respawn luôn rồi, chỗ này chắc nguy hiểm lắm nè. Nhìn là cũng đã thấy vậy rồi. Không gọi xe được luôn, đi bộ luôn. Với hãy coi cái mặt của thằng kia nãy nó nham hiểm, mình không thể tả được luôn. Mà nó còn khinh thường, kêu ơi mày bỏ chạy là không điều không đúng đắn đâu. Tại sao lại bỏ chạy? Rồi chắc mình đâu bỏ chạy, mình còn giết luôn cái con Galo nữa. Nó mình coi thường mình tới mức đội luôn quá. Nó coi thường mình tới mức độ là nó kêu chắc là mình không giết nó đâu và mình bỏ chạy này nọ, kiểu mày được lắm. Ui, ta có một cái đường hầm ở đây. Và nó còn nói mình giống như đúng rồi, sau cái cuối cùng xong nó bà nữ hoàng bà nói thì thằng này mới tỏ cái thái độ vẫn có cái thái độ sao thằng này nó cứ bị đã ngu học rồi còn thích thể hiện hay sao á. Nên cái thằng kia nó sao không thích cho lắm. Thấy thể hiện thấy rõ luôn, xong cái bị hoàng hậu chửi quá. Ngu vật lờ. Và cuối cùng một phay câu hoàng hậu, kiểu như người ta nói chuyện rất là đàng hoàng nha. Người ta nói chúng tôi mong là kiểu như là đây là một sự giúp đỡ chúng tôi, và chúng tôi mong là sẽ được trân trọng điều đó và biết là đây là một sự giúp đỡ thì phải cái gì phải cho đi phải có nhận lại đúng không? Thì chúng tôi mong là nếu có chuyện gì xảy ra đối với bên người tộc người của họ thì mình sẽ giúp. Bên Awoken thì mình sẽ giúp. Thì tất nhiên là phải giúp thôi. Còn thằng kia nó lại tự nhiên mình cũng muốn giúp lắm á, tự nhiên thằng kia lại cho phải nhờ công mình quế thì chứ. Kêu nó còn nói, nó thật ra nó thẳng ra thì là cậu đang nợ chúng tôi một gì đó, cậu đang nợ chúng tôi đó, còn phải nhớ trả nợ lần sau như thế mới là đất nước có lâm nguy gì đó. Thường thì vấn đề đó ai chả biết, nhưng mà có cần phải nói tới nhị gì đúng không? Nói thì nói thôi chứ đúng không? Phải dằn mặt chứ, nói chuyện dằn mặt. Mấy này mặc ố mà sao yếu dữ vậy ta? Ui, nhưng mà cái tướng nó đèo cái là mình chắc cũng chết luôn á. Where do we go? Việc bắn luôn trời. Vừa mới chọn bông cái nó nhảy. Hay lắm. Rồi nó tàu đi rồi. Vậy là tức là nó không có thả nữa. Má đang bay giữa không trung quốc phát chết luôn. Chọn phi dao này cũng vui chứ. Ok, mấy này cầm shotgun không mà ta? Chạy đâu. Ồ, con nó chưởng ghê quá mày. Rồi giờ chúng ta đi đâu nữa? Phải có hướng đi nhất định chứ. Vehicle link enable. Có xe rồi. Hên quá. Hết responding restrict rồi. Chúng ta có thể gọi xe mà cộng thêm là chúng ta không bị cấm respawn nữa. Thoải mái rồi. Thấy nghe đã, mình vừa mới spawn nhưng có chỗ nào đó mà nó cấm mình spawn luôn, cấm mình kiểu như là lỡ mà chết á thì phải là chơi lần với checkpoint luôn. Nó hơi phiền tí nhưng mà giờ đỡ rồi, giờ chỉ là đi bình thường thôi, nó không hiện cái đầu lâu nữa. The Vex here là tụi The Vex nữa hả? Sao nhiều thế? Mình cũng chỉ biết là tụi này bị thao tóm bởi một cái thế lực bóng đêm nào đó. Nhưng mà cô không biết tại sao là có thế lực bóng đêm đó. Mình cũng là một cái câu hỏi rất là lớn. Mình cũng đang muốn hỏi tại sao có những con đó và nó đang làm lâm nguy về trái đất. Chúng ta phải tìm cái ngọn ngốc của nó là tại sao nó có chứ.
Chứ rằng là trên hành tinh khác là chỉ đơn thuần là chúng ta con người chúng ta đã quá phát triển và ôi và chúng ta vô tình gặp phải lại sinh vật lạ ngoài hành tinh thì cái lúc đó không cần giải thích thì cũng không sao. Nhưng mà cái này thì hơi có mông lung một tí. Hello bitches. Mấy này có khiên bắn hơi phiền, bạn phải bắn cái méo mé tay nữa nó mới bung cái khiên ra cho bạn đánh tiếp. Hoặc không là các bạn cầm, trừ khi là các bạn cầm súng Golden Gun nó bắn xuyên giáp luôn. Là cái chiêu Ultimate Skill thì nó bắn xuyên giáp luôn rồi, chứ mấy cái này nó bắn không xuyên gì vậy. Hoặc là bom hay gì đó, nổ thì may ra mới chết. Ôi sao mấy con mập này đông dữ ta. Nó còn bay được nữa. Giống như mình làm này mình nhớ tới Advanced Warfare cũng có khả năng nhảy cái kiểu vậy. Cũng hơi nó cho đạn nhiều á, đạn nhiều phết thôi. Ôi nhảy gì lắm vậy bồ. Rồi xong. Nó áp mặt vô luôn cục này rồi. Hay lắm. Hay lắm. Chết nhìn cũng tội phết đấy chứ. Rồi rồi có tàu rồi, thấy có điềm rồi. Có nên bắn nó không ta? Chắc không. Bắn cho vui thôi, thấy nó ăn đam vậy thôi chứ chắc là cũng không làm gì đâu. Wow wow, giờ bắt đầu đông rồi đó, nó thả nguyên một nhồi mấy con nhỏ rồi nè. Để nhỏ mà còn đông mà nó đi tứ phía nữa. Ôi, nó cầm shotgun ở đâu chứ. Đỉnh lắm, đỉnh lắm. Ôi, có mini boss ra rồi kìa. Nhìn con boss thì mình thấy yếu máu dễ sợ luôn ta. Hay là bật Ultimate Skill lên quấn nó luôn. Hay lắm, một phát chân luôn. Con kia dây ăn sát luôn. Access Survey Boss. Cái này chắc không cần đánh nữa đâu, mình đi là được rồi. Tại giờ nó cái chỗ kia tuốt đằng đây được mà đâu cần phải đánh làm cái gì nữa. Chúng ta có cái chìa khóa rồi. Cái con boss chết rồi. Bây mình đang đi đúng đường luôn nè. Cái chỗ này nó thiết kế đẹp ấy chứ. Nhưng mà có vẻ, ui đã có một thanh niên đang gần yếu máu rồi, máu dấu chấm than. Nếu bạn nào để ý thì dấu chấm than là đang máu rồi yếu. Rồi, vừa mới nói luôn, chết luôn rồi. Cần phải revive mà sao quá, mình cũng không có tính làm anh hùng cho nên... Sorry man. Cái này là do bạn quá xui. Tiếng mình đang làm nhiệm vụ, mình đang quay nữa chứ, chứ không mình cũng chạy tính chạy lại cứu rồi. Ồ, rốt cuộc cái đường nó chỉ đâu ta? The fuck? The fuck? À. Nó chỉ lên đây mà nó biết nó chỉ đằng kia, nhìn vô cái nó lại chỉ đằng chỗ khác. Game này nó bị cái gì? Let's see what they know about the gate. Nó chỉ lên đây thì thà nó chỉ thẳng lên đây luôn đi, nhìn cho nó dễ. Nó chỉ ra đằng kia rồi chỉ ngược qua đằng đây, phải nhìn lên trên nữa. Penetrate the Vex Cognition Mesh. Bye bye. Ồ vậy. Hydra, Minotaur. New step, talk to Ikora at the hole. Let me go. It feels right.